Anh em nhá, hôm nay mình sẽ quay chi tiết từng chú bổi và mình sẽ zoom rộng ra để xem cái nết của chúng nó đã thay độ gì chưa anh em nhá. Ở trong này thì có những cái chú chim mà mình ra trước thì có những con anh em bắt rồi, có con bắt rồi thì mình lại cho những con mới sang. Thì ở đây này anh em này, mình có đánh dấu từng số nhá. Đây, số 2 này, đây số 2 này, con số 2 này là con này. Rồi, nó chưa ra bộ vì là do nó vẫn đang nhát, mình vừa mở ao lòng ra. Con này cũng thế, chưa ra bộ. Số 4 này, đó, con này là mình mới cho ra, con này là hôm trước anh em bắt rồi. Đó, và đây con số 6 này, đây anh em, con này đứng dám dựng màu này. Tiếp tục con dưới này, con số 9 này, đó, con số 9 này, con tiếp tục là con số 5 này. Đây anh em, con số 5 này, thút chân hồng này. Đây, và tiếp tục là con số 1 này. Đây, và tiếp tục này là con số 3 này. Đây, cái bộ nó này nó vẫn chưa ra được bộ đâu vì là mình đứng đây nó sợ. Đây, tiếp tục là con này không số, là con này có khách bắt rồi. Con này cũng có, con này là con có khách đặt rồi. Đấy, con này bảo hôm nào về đây bắt, chả biết có bắt không, con này bộ đẹp lắm. Tiếp tục này, là con số 8 này. Đây, đây mình sẽ để xem cái nết của nó gọn nhé. Đây, mình sẽ chỉ lại này. Cái con góc này, con bên trên này là số 4 này. Số 2 này, mình đánh dấu từng số rồi. Số 6 này, bên trên là số 6 này. Số 9 này, số này là số 1 này, bên trên là số 5 này. Đó, bên cạnh này là số 3 này, bên này là số 8. Còn hai con trên, bên trên kia thì hai con đấy là có khách đặt rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đặt máy quay đây để mình quay xem con nào ra rộng nha.